này thiện hiện vì mười địa bồ tát và tánh của mười địa bồ tát là không này thiện hiện vì năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là không vì sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là không này thiện hiện vì mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là không, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, và tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không, này thiện hiện, vì pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không, vì tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không, này thiện hiện, vì trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, và tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là không này thiện hiện vì tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không này thiện hiện vì quả dự lưu và tánh của quả dự lưu là không vì quả nhất lai bất hoàn a la hán và tánh của quả nhất lai bất hoàn a la hán là không này thiện hiện vì quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không này thiện hiện vì tất cả hạnh đại bồ tát và tánh của tất cả hạnh đại bồ tát là không này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật và tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là không này thiện hiện vì những pháp ấy vô tánh tự tánh không nên bát nhã ba la mật đa như thế đối với tất cả pháp chẳng do truyền chẳng do hoàn mà xuất hiện thế gian cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát là đại bát nhã ba la mật đa vì đạt đến tự tánh không của tất cả pháp tuy đạt được tự tánh của tất cả pháp đều không nhưng các đại bồ tát nhân bát nhã ba la mật đa này mà chứng quả vị giác ngộ cao tột và chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng. Tuy chứng quả vị giác ngộ, nhưng không có đối tượng chứng đắc, chứng pháp không chứng, chẳng thể nắm bắt được. Tuy chuyển pháp luân, nhưng không có đối tượng chuyển, pháp chuyển pháp hoàn, chẳng thể nắm bắt được. Tuy độ hữu tình, nhưng không có đối tượng độ, pháp thấy chẳng thấy chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn trong bát nhã ba la mật đa như thế việc chuyển pháp luân rốt ráo chẳng thể nắm bắt được vì tất cả pháp đều vĩnh viễn chẳng xanh vì sao vì chẳng phải trong pháp không vô tướng vô nguyện lại có thể có việc năng chuyển và năng hoàn bạch thế tôn đối với bát nhã ba la mật đa này nếu có khả năng tuyên thuyết khai thị phân biệt rõ ràng như thế khiến dễ ngộ nhập thì gọi là thiện tịnh tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa trong đó hoàn toàn không có người nói và người nhận đã không có người nói và người nhận thì các người chứng cũng chẳng thể nắm bắt được vì không có người chứng cũng không có người đắc niết bàn ở trong pháp bát nhã ba la mật đa khéo nói này cũng không có phước điền người cho người nhận và vật cho đều là tánh không